Chúng ta đã biết rồi, sa bô là một cái loại cây rất là dễ trồng, dễ chăm sóc và đặc biệt là chịu được hạn mặn rất là tốt nha. Em xin giới thiệu đến bà con chúng ta một cái loại giống sa bô rất là tiềm năng và mang cái giá trị kinh tế rất là cao cho bà con nông dân hiện nay. Nếu như mà chúng ta có ý định bỏ những cái vườn cây ăn tạp để chúng ta tìm những cái cây mà kinh tế, cái cây chủ lực ha, để trồng mà có kinh tế, thì chúng ta nên chọn cái loại giống sa bô nào là trồng là tốt nhất. Sẻ với bà con chúng ta đó là cái giống Sabo Mexico nha. Và hiện nay cái giống này đang được rất là nhiều bà con ở vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng như các tỉnh vùng miền lân cận đang tìm cái giống này để mua về trồng làm cái cây chủ lực. Vì cái cây này á, cái giống này á, rất là nhanh cho trái nè, và đặc biệt là trái rất là to, trọng lượng trái từ khoảng từ 4 đến 5 trái trên 1 kg, và hiện tại giá thành là từ 50 đến 60 nghìn đồng trên 1 kg nha. Ăn rất là ngọt nha và có vị dai nha. Thì đây là cái giống Sabo Mexico bên em là đang hiện tại là cây đang nuôi như thế này, là tuyệt đọt đang phát triển, có những cây là đang ra hoa và đậu trái như thế này luôn nha. Thì nếu như bà con mình muốn phá những cái vườn cây tạp để chúng ta trồng cây chủ lực mà có kinh tế, thì chúng ta nên chọn cái dòng mà Sabo Mexico này vì nó rất là dễ trồng và dễ chăm sóc nha. Thì hiện tại là bên em có cung cấp cái giống Sabo Mexico này rất là chuẩn giống nha bà con. Thì vườn ươm của em tại địa chỉ ấp Mỹ xã Kim Sơn, Châu Thành, Tiền Giang. Em có ship toàn quốc luôn cho bà con mình ha. Bà con nào mà mình có nhu cầu thì kết bạn qua số Zalo là 0337488343. Nếu mà có xài bên Facebook thì kết bạn Facebook là Thanh Thảo.